Rồi cô Ác ơi, chiều nay mình lại tiếp tục không gian ở phía bên ngoài đây. Giấc này là 2:50 hay gì rồi, đâu khoảng cỡ đó đó. Bên này con mèo của mình nó đang ngủ ngon lành nè. Ở đây là bọc hồi sáng mình mua. Sáng mình mua nửa ký bọc mà loại nửa ký á cô ạ. Loại mà bọc để mà bọc đường á. Thì bây giờ sao đây? Bây giờ mình quay ngược ra đây á, thì nó thiếu sáng ha. Quay ngược vô trong đây á, thì nó hơi rối loạn không gian chút xíu nha. Bây giờ sao đây? Giờ thôi kệ đi. Quay ngược sáng hả cô ạ? Sáng này. Bây giờ mình sẽ review bữa nay là đi bọc ổi với đi tỉa ổi nha cô ạ. Nhưng mà trước tiên thì mình review cái những cái bọc này cô bác xem nha. Dính con mèo luôn, dính mèo bỏ gắt. Giờ lấy từ con mèo lấy lên nha. Thì ở đây những cái bọc nửa ký như vậy, người ta có bán những cái bọc chuyên dụng để bọc ổi nha cô bác. Nhưng mà giả sử như ở chỗ của mình không có những cái bọc để mà mình bọc ổi á, mua không có cô bác, cái chỗ mà cô bác người ta không có bán á, thì cô bác cứ mua những cái bọc mà loại bọc đường loại nửa ký này nè cô bác. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành làm tận tay quay tận mắt để cô bác mình tham khảo chơi nha. Thì chắc này mình sẽ lấy đồ nghề để làm nè, nói đồ nghề cho sang vậy thôi chứ cái gì cũng được chứ. Cô bác có thể lấy một cây đinh, còn ở đây là mình có cái dùi nhọn nè. Cái đinh cũng được nữa cô á, cái đinh khoảng chừng cái loại đinh mà một tấc á, cái loại đinh một tấc đó cô á, nó dài một tấc là 10 cm á, cái loại đinh đó là vừa rồi. Còn cái loại gì mà nó bự cỡ sắc 6, sắc 8 thì bự quá, con này con kia là nó đục nha. Đó là chắc này mình quay kiểu này thì là ôm cái máy trong người luôn. Vậy đi cô bác ơi, ôm cái máy vô người luôn rồi quay luôn thì cô bác chắc có lẽ dễ thấy hơn. Làm mẫu trước một hai cái, có nghĩa là cái bọc của mình như vậy không cô bác, thì cô bác cứ đục ba lỗ đi, một lỗ ngay góc nè, lỗ giữa nè, rồi một lỗ góc này, dễ dàng ha. Dùng cái bọc mà đâm lũng qua thì nó dễ quá, để cho nó thoát nước đó cô bác, khi mình bọc là nó thoát nước ha. Vậy thôi, vậy là xong. Mỗi cái bọc cô bác đục 3 lỗ, 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ. Cái này là để những cái chỗ cô bác mà người ta không có bọc những cái bọc để bọc ổi chuyên dụng á, thì mình lấy bọc đường mình bọc cũng được ha cô bác. Còn người ta bọc ổi chuyên dụng á, thì cái bọc người ta đã có lỗ sẵn rồi cô bác, mình khỏi mất công làm. Có nghĩa là ta hàn cái đáy bọc này nè, nó hàn khoảng một đoạn, cái bắt đầu ta chừa lại đoạn, hàn đoạn ta chừa lại đoạn như nè, nó thành ra nó thoát nước được. Còn nếu như không thoát nước được thì cái bọc này nó chứa nước là nó hư cái bọc của mình, nó hư cái chảo của mình nha. Đó, thì thành ra bây giờ mình lấy những cái bọc thường thì bắt buộc là mình phải đục lỗ về đây. Đó, vậy đó. Mình có thể sắp một lần nhiều bọc cơ á. Mình đâm cái một, sắp lần 30-40 bọc vậy đó cho mình đâm cái. Cứ lộn xộn như đi, ví dụ như một sắp gì nè cô á, người ta bán cho mình nè, như một sắp gì nè. Đó. Sắp sao cho nó bằng bằng cái đít lại ha. Bằng bằng cái đít lại. Mình đâm gần sát đít đó cô á. Đó, đâm xuống cái. Vậy rồi. Bây giờ vừa cầm vừa kẹp cái máy quay vừa đâm thì nó hơi khó. Ở đây cái nữa nè, ở gần gần đít á. Để cho nữa mình bọc vào cái nó thoát nước ra nha. Cái này là mười mấy bọc nè cô bác, mình sơm vẫn được ha. Tại dòng bọc mà nó mềm mà. Đó, rồi, vậy là xong. Nửa bọc thì mình nhớ mình lấy tay mình xe xe để cho nó rời cái lỗ này ra cô bác. Nó rời lỗ, sao hai bên nó dính nhau nó cũng ra nước được. Rồi, vậy là xong. Mấy hồi cô bác thôi, mau lắm. Bây giờ mình lấy một cái gì để mình chứa cái bọc nè. Thôi kệ đi, bây giờ mình tạm thời mình đâm một mớ bọc đi, đủ cho mình sử dụng đi rồi mình tính. Mấy trái chanh này bữa hổm chém cỏ đằng kia rồi bắt đầu nấy nè, nó bị rụng rồi đó. Cô bác thông cảm, là bên kia người ta đang xả lúa xả phân gì đó, nó kêu ì ầm đó nha, chắc nó hơi khó chịu rồi đó, xả lúa hay dễ bệnh. Ý giấc này là mình làm mấy cái bọc này nha.
xôm xôm nó đi. Rồi khúc này nữa mình tua nhanh lên nghe cô bác. Chứ cái kiểu này mình nghe y y là cô bác lúng lỗ tai luôn. Rồi vừa nói cái ông ấy rồi. Vừa nói cái ông ngưng rồi đó cô bác ơi. Mình ở đây chỉ còn có 3 cây ổi thôi, thành ra là mình bọc cũng không có nhiều hung. Sắp sắp đi cho nó mau. Sắp lặn sắp 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 đi này. Đầu cái mình trọt đại nó để cho nó xì nước thôi. Không xì nước thì nó úng cái ổi của mình. Tại vì mình không có mua cái bọc chuyên dụng. Bọc chuyên dụng thì tính ra nó mắc hơn cô bác 1 ký, hình như 8, hình như 7 mấy ngàn hay gì đó, phải không? Rồi nó có cái xốp sẵn ở trong. Ôi ôi, cái này nhiều quá. Hai mấy 30 cái vậy, 10 mấy cái thôi cô bác. Năm gì? Năm gì? Năm xí bà ngầu nó đi. Chỉ cần một lỗ một là được rồi cô bác. Nhưng mà đâm 3 lỗ cho nó chắc ăn. Cái lỗ này nó bít thì cũng còn mấy lỗ kia. Để hồi mình ra kêu mình bọc rồi cái boss của xem nè. Năm lỗ xà ngầu vậy đi. Trời ơi, nữa ta tới nữa đó cô bác ơi. Còn hơn là cái còi báo hồng đào báo động động đất nữa. Cái ghê. Xà lúa gì đó. Trời ơi, bên kia người ta xả lúa, người ta đâu có hú dữ mà sao cái máy xả lúa này gì đâu mà nó hú gì đúng rồi, kinh khủng khiếp, ô nhiễm âm thanh dữ à. Làm gì làm chứ con mèo nó ngủ vẫn ngủ. Gì vậy cà? Gì vậy? Rồi đóng bọc nè, không biết đủ chưa, thêm mớ nữa đi. Bữa nay cũng như mình làm tượng trưng vậy thôi. Rồi mai mốt rồi rảnh là bọc nữa. Lấy mấy cái bọc rồi rồi lẻ lẻ ngoài bọc trước. Quá xá quá thôi, nghe kiểu này là cô bác cũng viêm sọ não luôn, mình cũng muốn điên luôn. Những kêu khủng khiếp rồi ta. Chứ có tội tình gì đâu. Trời, má nó đây. Hơi nhiều à. Ôi dồi, mệt hồn mệt dí chưa. Chẳng thà cứ lấy cái sushi bo hay gì là nẹt vô cái lỗ tai mình đi nó còn dễ nghe. Rồi cô bác ơi, nhiêu được rồi. Còn nhiêu đây để đi. Cũng mới nhiều đó. Cái này chắc cũng cả trăm hơn trăm rồi đó. Chắc mình làm không tới đó đâu. Gì đâu mà ngủ hoài à. Con gái gì đâu mà ngủ ngày không à. Con gái ngủ ngày là ế chết nha con. Này gái bầu. Gái có bầu rồi còn gì nữa. Không ngủ nhiêu đó ngủ đi. Còn nhỏ này. Nhà mình nuôi toàn con gái không cô bác ơi. Ba con chó gái. Lộn lộn có con mèo trai cô bác. Mèo trai. Đi đâu mình đi lẩn tỏn đi theo à. Canh giữ hả? Canh giữ vợ hiền hả? Quên cái việc ra đi tìm mồi cho đỡ đói hả? À, bây giờ lấy cái gì nè. À, trước tiên là bây giờ mình lấy cái này cô bác ơi. Nhóc hết trơn ha. Lấy cái gì? Này, cái này thì mới chế mấy bữa rồi đi cô bác. Tại thấy cái thùng đẹp quá, cái bắt đầu mình chế luôn. Hồi vô nữa rồi, cái tiếng khủng khiếp nữa nè. Cái này là cái chai xà bông á cô bác. Ơ, cái chai nước rửa chén á. Cái mình cắt ra nè cô bác, thấy đẹp ghê chưa. Chai nước rửa chén á cô bác, mình cắt ra nè. Rồi ôi, cắt có thẩm mỹ chứ không phải cắt chuyện chơi đâu nha.
cắt nó uốn cong xuống nè các bác, nhìn thấy đẹp ghê chưa, đã ghê ha. Rồi mình bỏ nó vô đi. Rồi còn hai, đã ghê chưa. Bây giờ máng lên vai, bây giờ đi nè, đi nè đó. Chưa nữa cô bác ơi, mình còn chưa có tỉa cào nó sao mà bọc. Bây giờ lấy cái kéo, hồi cái kéo gì đâu mà không còn cái lò xo luôn cô bác, toàn là đồ thương phái binh gì không à. Với cái kéo khổng lồ này nữa nè, với cây cưa luôn cô bác ơi, cây ổi gì đâu mấy năm trời không có tỉa nữa. Bây giờ cái đọt ổi đọt nào đọt nấy chà bá không, hai ba thứ gì đi. Quá xả rồi, cái máy đó nó làm ô nhiễm âm thanh quá rồi. Rồi xem xong cái clip này là cô bác bắt đầu mua ổi về trồng nha. Bây giờ đi cái đường nào, cái đường này có cái đường đi qua không ta? Rồi trời ơi, cái cây ổi này không có một trái nữa. Lấy gì bọc, tại không có tỉa đó cô bác, không tỉa lâu ngày đó, bắt đầu là nó vượt lên không là nó không có ra bông ra trái chứ. Mình tỉa nó mới ra bông ra trái, còn không tỉa là rồi đó. Thôi rồi lượm mơ luôn đó. Vũ khí thì bỏ đây, cây kéo dài, cây kéo cục và một cây cưa. Chưa nữa cô bác ơi, còn thiếu cây ghim nữa. Bây giờ có cái này mà chưa có ghim mà đâu có làm ăn gì được. Cây ghim nữa nha, giờ vô nhà lấy cây ghim nữa để mình kẹp cái bọc lại. Thay vì người ta mua ở chợ đó, thì người ta mua dây thun nè, rồi mua bọc nè, mua xốp nè, là chuyên nghiệp ha. Còn giả sử như cô bác mình không có thì bắt đầu là mình làm như vậy. Thì ở nhà cô bác chắc cô bác nào cũng có cây ghim hết, cây ghim bấm tập đó nha. Bây giờ kiếm cây ghim, đây cây ghim bấm tập. Còn cây ghim quan trọng là cây ghim không biết bỏ đâu rồi đây nè. Ghim mình mua nhiều lắm mà bỏ đâu thì quên mất. Ghim bỏ đâu hết rồi. Cây ghim bấm tập chết nhỏ rồi, không biết đâu kiếm à. Trời ơi, cái vụ này lâu quá rồi. Cái này có vàng bạc gì không, đồ chơi không? Đây, ở đây có nè cô bác ơi, ghim xịn luôn nè. Này cô bác thấy cái kho báo mình là một hộp này ghim chắc cũng xịn nè. Hộp này nhiều lắm. Rồi, đây đi, để quay quay hồi trúng cái chỗ cắt vàng bạc rồi có biết chân nữa. Rồi cái này tăng 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 tàng, một cây ghim và một cái hộp ghim. Rồi cái này bắt đầu đi bọc ổi, bỏ lộn, đi tỉa ổi. Hồi được cái máy đó nó ồn nhiễm âm thanh quá. Rồi nó có sao quay vậy nữa quá, nó lầm thầm lãnh thánh. Không có ngăn nắp rồi chứ. Giờ đây gì mới đủ bộ của nó đó nha. Cây ghim này hình như lâu lắm không có ghim hay gì, nó lên móc hết trơn rồi. Rồi đây thì mình kéo ấy rồi đó. Thì bây giờ để mình coi tình hình cụ thể. Nếu mà kìm nhỏ được thì dùng kìm nhỏ, nếu dùng cái kéo lớn được thì dùng kéo lớn, còn không thì lấy dao chặt luôn. Đây có nhiều chuyện. Rồi bây giờ để cái máy đây nha, giờ quay lên kia. Đây tôi đang thấy không biết. Đây 1 2 3 4, trời gì đâu mà liếm hoài, không có liếm quấn bây giờ nữa nè, trời đâu mà liếm hoài. Thôi đẹp trai đẹp gái chưa, rồi bấm ngừng cái đi cô bác ơi, nãy giờ cũng được khúc rồi nha. Rồi cô bác ơi, dắt này tiếp tục nha. Nãy giờ quên lấy cái áo khoác nữa cô bác ơi. Mà cái áo này một hồi nó ngứa thôi mà coi. Để dè vô lấy cái áo khoác đó nha. Cái áo này nó ngứa dữ lắm.
câu chờ. Rồi nhân vật chính xuất hiện cô bác ơi. Nhân vật chính xuất hiện. Cậu khoát vô nha. Đu đủ này có trái nha, mấy cây đu đủ xung quanh không có cây nào có trái chứ. Trồng mười mấy cây mà có cây có trái một BD toàn bộ. Rồi. Giờ đầu tiên này, cây kéo này, cây chuyên dụng cây. Phục thôi cô bác không? Chẳng lẽ hồi ổi còn mới á cô bác? Là mình tỉa cây ổi nó khoảng chừng ngang cái eo mình trở xuống rồi. Hồi đó mình không biết cô bác. Cứ để cái ổi nó vừa cái tầm của mình mới tỉa. Vì thì nó dở cô bác. Mình tỉa khoảng chừng ngang eo thôi. Cái thời gian sau cái nó nhú nhánh rồi cái bắt đầu mình tỉa tiếp tục nữa. Thì từ từ cái cây ổi mình nó sẽ cao lên là vừa đó. Bây giờ trong khi hồi đó mình tỉa là nó vừa cái tầm của mình cô bác. Rồi bắt đầu nó ra nhánh nữa, cái bắt đầu cái nó cao lên nữa. Bởi vì sai lầm ha. Nói về tỉa ổi thấp càng tốt cô bác. Nhưng mà phải có cái tán rộng là tốt. Con này quá rồi, nó khá cao rồi. Đây giờ bữa đốt luôn. Cái gì rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm rồi, bây giờ cũng xong rồi. Thôi rồi lửa mới. Chứ lâu ngày mình không tỉa nè, rồi cái bây giờ nó dương lên không, nó không còn tàn ngang nữa. Mấy cái tàn trên thì nó sống nổi, còn mấy cái tàn ngang thì nó chết chờ. Cái này là do mình bỏ quan phế lâu ngày quá, không có thời gian. Bây giờ mình tỉa gì là nó xà cái tàn ngang lại. Tỉa cho thấp xuống được cây này thì không có trái nào khỏi cọng bọc luôn. Nó có cái tàn ngang gì là im lắm này. Cái tàn lên là thua. Cái kéo nó không có cái lò xo. Cắt gọn cái nó dính luôn lại luôn. Có thấy tỉa tỉa rồi cái nó đẹp trai đẹp gái lên này nha. Rồi dắt này tua nhanh lên nha cô bác, không có nói chuyện nữa nha. Đẹp cái rồi đó. Bây giờ hất đầu đinh cho nó. Xong rồi đó, còn gì nữa đâu. Tại lâu quá rồi mình không có tỉa nó cô bác, thành ra nó đâm cái đọt thẳng lên trời không à. Nếu như mình tỉa này một thời gian dài tháng sau là bắt đầu là nó đâm lên rồi nó đâm ngang. Thì mình cắt mấy cái đọt lên, mình chỉ chừa mấy cái đọt ngang thôi. Thì nó sẽ có tàn lại. Còn cái này lý do là mình bỏ lâu quá, bỏ quan phế lâu quá, thành ra nó đâm cái đọt lên không. Mà mấy cái đọt lên thì nó hứng nắng, bởi vì nó tốt lắm. Chừng nào mà mình được mấy cái tàn ngang gì không nè. Như mấy này nè à, ngon lành à, ổi mà để quan phế thì nó không có mấy trái đâu. Rồi bắt đầu mang cái vỏ này lên, mình thấy có 2-3 trái gì đó. Bắt đầu bầu cô bác xem. Bây giờ sao mà bầu được. Bây giờ để cái máy xuống cô bác ơi, chứ sao mà bầu. Khó xử à. Vậy sao vừa làm vừa bầu được không được cô bác. Trừ khi là mang chiếc ngực thôi. Mang chiếc ngực thì nó cũng hơi khó rồi. Bây giờ quay lên ha. Cô bác tưởng tượng nha, vừa ấy vừa tưởng tượng nha. Giờ quay lên quay cũng không tới nè. Giờ chờ đây nè. Giờ không biết sao mà vừa làm cho chị cử. Bây giờ sao? Đầu tiên là mình trượt gì nè cô bác. Trượt để cho hai cái mí này nó gời nhau á. À, mấy cái lỗ mí đâm lỗ nè, rồi. Bắt đầu tưởng tượng trước cái nha. Đầu mình mới bọc vào cái ổi nè.
chỗ nào nó bị nám da nè, của nó bị sự da, nhưng mà ở trong ruột của nó thì vẫn ngon lành nha. Những chà ổi nó khoảng ngón tay trở lại gì nè, của nó bự hơn ngón tay chút rồi, khoảng cỡ này trở lại thì bọc dừa rồi, lớn nữa thì nó đã có dồi rồi, không nên thân nên hình chân nha. Ra cái này gì đi. Trời ơi khổ quá cô bác ơi, bây giờ sao đây? Bây giờ cô bác chịu khó đây, bây giờ vô nhà chiếu nữa nè, lấy cái chân máy ảnh ra nè. Đã chiếu ngang con. Để bữa nay bọc ổi mà không có thấy được bọc ổi rồi sao bọc. Lấy vũ khí ra nha. Cô bác đừng có khinh thường cái chân nhỏ xíu này nha. Cái chân nhỏ xíu này mà gần 2 triệu đó cô bác. Mình hiểu đó. Nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà nó nhỏ mà nó có vỏ đó. Bây giờ mình kéo cái chân lên. Giờ mình đứng ở đây kéo cô bác mới thấy nha. Gắn ở đây còn bọc ổi cô bác xem nha. Quên rồi, nãy quên cắt lên. Bác thấy đã chưa? Đây này hút cô cho nó thấp xuống chút đi. Hút luôn à, thấp xuống chút nữa coi. Thấp xuống. Bây giờ gỡ cái chân của mình ra nè. Gỡ cái chân có chịu khó nha, để gỡ cái chân ra nè. Gỡ một khúc chân ra nè. Cái chân này là vừa là cái ấy luôn nè cô bác. Cái chân nãy giờ nè. Rồi gỡ khúc chân này ra. Cái này gắn trực tiếp lên đây. Cô bác đợi chút xíu nè. Cái này mình mới gỡ con ốc này ra. Thay đổi không khí luôn nha, bây giờ dặn cái này ra. Mở cái nắp này ra. Bắt đầu mình mới dặn vô cái chân này, rồi cái chân này mới tháp vô đây. Đợi chút xíu nha cô bác, hơi gấu chút xíu nha. Dặn cái này vô coi, cho nó dính dính cái đi. Sơ sơ thôi, chút xíu mình gỡ ra. Nó dính tạm thôi. Chưa không biết à, coi nó rớt cái máy cái kỳ lắm, lỡ cái dặn cho nó sát vô luôn nha, chắc là nó quay dính đâu thì mình không biết nha. Cái này dắt này vô tội ạ. Chút xíu nha cô ớt cho nó xong cái đi. Rồi siết ốc lại nè. Rồi cô ớt thấy ngon lành chưa? Thấy chưa? Đó kêu quay ổi phải có ổi được chứ. Rồi nhích lại cho ổi nè, nhìn chưa? Cái da này đi, ở dưới đất này nó gập ghềnh nữa. Rồi. Ngon lành chưa? Xích qua đây chút xíu nữa đi. Trở về vị trí cũ rồi bạn ơi. Rồi. Đáng lẽ mình cắt mấy cái khúc này cô bác ơi, cắt mấy khúc này ráp vô xong. Nhưng mà mình quay gì để cô bác thấy cái tánh chân thực của cái bộ phim nó vậy đó. Quay phim là phải chẳng ai lại khổ vậy đó. Bây giờ mới quay cái màn hình lại trước nè, để cho mình thấy là trong phim nó đang có cái gì ở trong trống. Đó, vừa thấy được có cái cà mình không mà hên quá. Có thấy cái mặt gỗ không? Bây giờ mới quả cái túi lên nè. Chéo vậy nè. Quả cái cổ gì đi cho nó rộng. Đổi ý. Giờ cái bọc vô gì nè cô bác ơi, cái bọc thì trước tiên là mình che nó dịch nó cô bác, cho nó rời cái chỗ mình đâm lỗ nè, có thể hai cái miếng thôi.
nước bừa. Bây giờ mình chùm vô một trái trước nè, trái mép làm sao nè, để hồi cô bác dễ xem nè. Bắt đầu mình túm cái đầu nó lại, dụm dụm cái đầu nó lại, rồi tới cái ghim bấm cái cụp, nó dướng cái ghim rồi nó không có tụt ra, như là sao dễ hả cô á. Nó còn mau hơn là mình bọc bằng cái cọng dây thun. Cọng dây thun rồi cô bác phải luồn cọng dây thun rồi trước mới cong ha. Còn cái này thì mình chỉ chùm vào cái đất đầu mình dụm đại lên đi, bấm cái cụp rồi xong. Hai cô bác thấy mau nha. Bây giờ mình bọc nhanh cái để cô bác thấy cái tốc độ nha, cái tay trước này cái thì nó bung cái bọc ra rồi bọc vô dụm gì nè, cụp xong bọc vô rồi dụm cái đầu nó lại rồi bấm cái cụp. Mau ha. Gì không? Trời ơi, cái mic không hay nữa thôi. Nãy giờ mic có đập nữa không? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Trời ơi, cái mic không hay luôn. Giờ nhét vô đây coi. Gì á? Rớt đồ nghề không hay. Diễn quá nhập tâm mà. 1, 2, 3, 4 Rồi, quá rồi. Ở đây thì mình chỉ được có 4 trái ổi thôi. Một cây ổi được 4 trái, dữ dằn chưa. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ sao đây? Bây giờ lỡ rồi đem cái chân này theo luôn chứ. Bây giờ trước tiên là gỡ cái khớp gời này, cầm cái chân gời chứ cầm cái chân dài thòn gì sao đi. Đồ lũ khủ hết trơn, tội nghiệp hết sức. Bây giờ thêm cái khúc này nữa rồi sao đấy. Cái khúc này thì bỏ trong đây luôn đi. Theo luôn. Là xong. Đồ nghề lũ khủ luôn. Trên kia hai cây kia chỉ gần nhau rồi. Cái này cây bạc hà mình trồng nè. Đất cát không tốt dữ. Vũ khí đi. Cái chân đi, cái chân này thì nhẹ hẳn thôi, siêu nhẹ luôn. Chân này bằng carbon. Ô, quá đẹp ha. Hồi rồi mũi cắn được quá rồi. Cái gái mũi cắn. Ô, nghe cái tiếng khủng khủng bố đó nữa. Giảm nóng tuần ngày ha. Gào giết cá này, tốt quá. Ôi, ôi, chiều ngắt mới vô ăn. Sau lưng của mình nó nhiều, còn đây là nó lẻ tẻ. Mình chém cỏ rồi nè, cô bác thấy đẹp trai đẹp gái đó ha. Thay vì chiều nay mình chém cỏ nữa thì mình tranh thủ mình tỉa mấy cái ổi. Mình bọc mấy trái thì trong vòng khoảng chừng nửa tháng, tháng nữa là mình có ổi ăn rồi cô bác. Trong thời gian mà mình chém cỏ tiếp tục á thì ổi của mình nó cũng lớn rồi. Có bọc vô nó mau lớn hơn lắm cô bác. Mình không có bọc ha là cái ổi nó còi hoài vậy đó. Có bọc vô cái nó đọng cái hơi nước á, cái ổi mình nó mau lớn lắm. Cùng một cái chùm ổi đó, hai trái đi, ví dụ một cặp hai trái bằng nhau đi, nhưng một trái cô bác bọc với một trái cô bác không bọc ha là nó khác một trời một vực luôn. À, bây giờ cái chân này để xa chút xíu thôi, để kế bên này hơi cao đó. Bây giờ để cái chân đồ đây đi ha, hồi mình chỉnh sao. Tạm thời thì đồ nghề thì bỏ dưới đây đi. Đây. Hôm qua lấy cái máy chém con mép ở đằng này rồi. Này thì được một số trái nè. Trái này cũng hơi bự hết rồi, sợ có dồi quá. Tỉa lại thì vài bữa là nó ra trái nhóc hết rồi. Dưới này cũng trái nhóc trơn nè. Trời ơi, sao có con ong dưới này nữa. Không biết có cổ ong không mà có con ong là thấy gớm gớm rồi đó nha. Nó. Nó đó. Ghê quá à. Theo dõi nó coi có cái ổ hay gì không. Con ong này nó quết ngay tắt đau lắm à. Thấy hơi ngán rồi đó nha. Thôi ghê ghê đó.
chơi cái quất cái mặt cái như chưa bắt giới luôn. Coi coi có ba đi không, nó là vòng vòng dưới này. Ghê quá. Nha, bây giờ cô bác nào có khi nào cô bác thử không ha. Ví dụ như một cặp ổi, ví dụ như ở đây nè, nè, một cặp ổi nè cô bác cùng một nách một ha. Hai trái bằng nhau. Mà cô bác nửa thử đi. Một trái cô bác bọc, còn một trái cô bác để bình thường thôi. Nó khác nhau khoảng 1 năm 1 mười. Một trái ví dụ như trái khoảng được 1 ký đi thì cái trái còn lại không bọc nó chừng nửa ký lô. Giả sử vậy đó. Mà giả sử như một trái ổi của mình á nó khoảng chừng 200 g đi thì cái trái không bọc là dữ lắm rồi chừng 100 g nó xíu à. Mà mình có bọc rồi có tôi nó có hơi nước ở trong ha, nó màu lớn hơn dữ lắm luôn. Nó lớn phì phì vậy đó. Rồi, đất này thì mình tỉa trước rồi bắt đầu tới bọc nha. Bây giờ đặt cái máy ở đây. 1 2 3 4. Rồi, còn nghe âm thanh. Đất này. Xích này chút xíu đi ha, để thấy được toàn cảnh cái ổi. Bấm ngừng ra đi cho nó chắc ăn nha. Rồi, cô bác ơi, bắt đầu nha. Tỉ tỉa nha. Vừa bỏ cái chân này xuống cái cho nó nhẹ được một chút coi. Vừa bỏ cái này xuống cái cho nó nhẹ chút coi, quên đi nãy giờ đeo hoài. Rồi, tỉa nha. Chắc dòm dòm cái coi có cổ ong này dưới này không. Có cổ ong cái là rồi luôn đó. Tan nát đời hoa liền đó. Rồi, hy vọng là không sao nha. Rồi, tỉa nha cô bác. Rồi, tua nhanh nha cô bác. 1, 2, 3, tua nhanh nha. Máy ra đem cô bác đi tham quan nha, nó thấy đẹp ghê chưa. Trời ơi, nghệ nhân tạo kiển đó chứ không phải vừa đâu. Còn mấy cái chồi chồi này là do là nó còn cái trái đây nè cô á, mình gắng mình dưỡng năng cái trái này rồi bắt đầu nó tỉa mấy cái chồi chồi dư đó. Nếu thôi mình tỉa cái là nó bằng trang là rất là đẹp, nó bằng mà nó hơi gò gò ra nhìn thấy giống cây kiển hết sức ha. Cái gì chứ cũng tạo tàn tạo dáng sao đó. Rồi đó, trái nhóc trơn nè, nãy giờ mình ngắt bớt rồi cô bác, những cái trái mà nó lớn quá và những cái trái mà nó sâu xia rồi đó thì mình đã ngắt bỏ hết rồi. Trái này cũng còn tiết tiết nữa nè. Rồi đi, cái này thì nè, trái này như trái này cũng bị sâu nữa nè cô bác. Nói chung là mình bọc gì là trễ lắm rồi cô bác, mấy trái bự bự gì là rồi không. Cái này chắc được chừng chục ngoài 20 trái gì. Còn bao nhiêu thì nó đã già, đã chín và nó bị sâu xia tùm lum chân rồi. Nói chung là mình bọc nó trễ quá rồi. Vì cái nhánh nó vươn ra đó cô bác, cái nó có trái ở mép ngoài đó mà nãy giờ mình tỉa nhánh nó hết rồi. Thì cũng tỉa trái bỏ hết rồi. Thì còn mới thôi. Hồi mình bọc vô là cô bác sẽ dễ thấy ha. Rồi, cái này bọc nha. Để cô bác về vị trí cũ. Rồi, tiếp tục cô bác ơi. Rồi, một trái. Trên còn trái nào nữa không, bước xuống dưới mé làm biến quá. Còn mấy trái trên này dễ nữa. Hồi ơi, hồi đó mấy trăm cây kìa cô bác ơi, bầu một bữa đó là cả ngàn bọc. Hồi tỉa xong cái bầu đâu cả tuần mới hết đó. Mình trồng cái vườn này thì ở vườn bên kia rồi đó cô bác, vào cái series ổi của mình có thấy giữ dàn trái luôn. Cái này mà không mà tỉa lại gai hoài, nó có trái dữ lắm cô bác. Nhưng mà tại mình làm biến mình bỏ hoang phế cái nó không có trái, nó lò nó nuôi cái lá không, nó không có trái.
Rồi, dắt lại tua nhanh lên nha. 1, 2, 3, tua nhanh nha. Rồi, cô bác ơi, xong rồi đó nha. Chắc này dẫn cô bác đi tham quan nè. Thôi gỡ không ra nữa ta. Rồi. Tăng 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 tăng, cô bác thấy bao nhiêu cái bọc là bao nhiêu trái đó nha. Rồi. Cũng không nhiều lắm. Cây này chắc chừng 20-30 trái gì. Nên thân nên hình, tại mình bọc trễ quá rồi. Sau nó ăn mớ với nó già một mớ rồi, thành ra mình bỏ không bọc được nhiêu chứ. Tăng tăng tăng, bọc thì cấp kỳ. Nếu mà bọc một buổi chiều, ví dụ như bọc chừng 3-4 tiếng đồng hồ cô bác ơi, thì bọc dám cả chừng 5-600 bọc, 6-700 bọc là dễ dàng. Tại cái này mùa nước á, nước nó trầm chỉnh ở đây rồi đất nó ẹp á. Chứ có mùa khô rồi thì ở đây nó khô gan, mình đi đứng dưới mé lề kia thì nó dễ rồi. Mùa nước mình bọc cái này là cái dạng quy mô nhỏ ở gia đình mình bọc ăn chơi thôi cô bác. Còn nếu như mình bọc bán á, thì cái này là nó không có hiệu quả kinh tế không. Tại vì sao? Tại vì mình bọc như vậy á cô bác, thiếu cái lớp xốp. Cái lớp xốp là cái lớp để nó chống nắng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó chống cho bị da đập và nó bị dập mà khi vận chuyển á cô bác. Thành ra là một là có thể trái ổi nó bị nám do ánh nắng trực tiếp vào, không có cái lớp xốp bảo vệ thôi cô bác. Nó sẽ bị nám trái ổi. Cái thứ hai, khi mà vận chuyển bẻ đi vận chuyển hả cô, thì nó sẽ bị hư trái ổi, nó dập cái lớp ngoài này, tại không có cái lớp xốp ha. Thì cái bọc này là dạng bọc gia đình mình ăn chơi thôi. Còn nếu mà bọc chuyên nghiệp á, là phải cái loại bọc mà nó có cái xốp ở trong. Cái xốp đó người ta có bắn rời nữa cô, cái lớp xốp ở trong á. Rồi, cái này là bọc gia đình ăn chơi nha. Nhưng mà nếu như gia đình của mình trồng 5-7 cây, 10 cây ăn chơi thì cứ bọc kiểu này bình thường không gì hết. Xưa mình cũng bọc kiểu này. Rồi, cái này em đồ nghề đi nha, cây kéo còn cây nữa là xong nha cô bác. Bọc đơn giản ai cũng có thể bọc được hết. Tại vì cái ghim tập thì chắc nhà cô bác nào cũng có. Trừ khi nhà cô bác không có nít, không có bao bì cái gì thôi. Ghim tập thì chắc ai cũng có rồi. Tới cây này nha. Mình chừa hai cây thấp thấp nè cô bác, mấy cây kia thì đó nó cao hơn. Mình chừa hai cây thấp thấp này để mình lấy cho nó dễ. Đây. Rồi trái cũng bự trơn rồi cô bác ơi. Mấy trái bị sâu ăn được trơn rồi, chắc cũng bẻ bỏ hết chứ đâu có xài được. Bỏ đi, trái này cũng sâu luôn. Chừa vài trái thôi. Cái này cũng sâu ăn được hết rồi nè cô bác. Hình này còn cũng không có nhiều. Có trái thì cũng khá khá đó, nhưng mà sâu ăn được hết rồi. Đây nè, trái này. Cái này dưới đây thì cũng bị sâu ăn hết rồi. Trái cũng chùm chùm nè cô. Này bọc ăn chơi thôi chứ cũng làm biết. Cô thấy mấy cái gốc ổi cũ của mình, mình trồng khoảng chừng 1,5 m là một cây, 1,5 m một cây. Những cái gốc ổi cũ nè cô. Nè, thì dài đó. Thì cây nào cây nấy thì nó bằng nhau, y chang như cái này vậy nè cô. Trồng chung một đợt mà, nó bự. Nhưng mà cái thời gian bán cũng được của bác cũng chẳng ai. Bán có 5.000 ký mà nặng nề. Bán hơi khó khăn nữa, thành ra cuối cùng mình cũng phải cưa hết. Không nên thân nên hình chứ. Bây giờ trồng buồn chuối là thấy khỏe. Trồng buồn chuối bắt đầu cái mình lấy 40-50 ngàn. Thấy dễ dàng ha. Nó cũng không có đến nỗi khó bán như là ổi. Chuối thì mình có thể gãn gãn ra thấy nó già, mình bắt đầu mình đốn cũng được. Hoặc là khi mà nó gần chín bói hay gì mình đốn cũng được, thì nó gãn thời gian của. Còn ổi này tới cái tuổi chín là phải hái nè. Nó mà chín quá thì nó bị thúi trơn. Mà nó chưa tới cái tuổi chín nó còn cứng cứng ăn thì ta chê. Mà trái bự trái nhỏ lọt sọt cái kiểu mà không phân thuốc như mình thì bán nó cũng rất là khó. Bởi vì cũng đủ kiểu trơn ha. Bởi vì chồng ở gia đình thì được, mà trồng theo cái kiểu mà công nghiệp để bán cái gì thì cũng chẳng ai lắm nha cô. Ổi bây giờ ra đủ loại ổi chứ, ổi nữ hoàng, ổi lê, rồi ổi Đài Loan gì đủ kiểu hết. Như ổi này là ổi Đài Loan nè,
này ổi Đài Loan. Vậy ổi lê, ổi lê thì bên kia, cái vườn bên kia đó mình trồng toàn ổi lê không, nhưng mà cưa bỏ hết rồi. Tại vì cái vườn này thì nó không có dừa ở mé nè, thành ra mình chừa hai cây bên đây. Còn ổi lê bên kia thì mình đã cưa hết rồi. Bây giờ có một số nó lên lại đó cô, lên cái tược rồi lại đó, cũng bỏ hết. Nó gọn cái vườn của mình, chừa cây hai cây ăn chơi. Cái cây bên này thì mình tỉa rồi cô, thấy nó cũng gọn ha. Nó tỉa rồi một cái của bác nguyên một hàng giống như là hàng kiển á, nhìn đẹp lắm. Rồi nhắc này bỏ cái máy trên đây, giờ mình bây giờ dè thuốc trên này cũng được của bác ơi. Đẹp trai đẹp cái chưa, ở ngoài kia ta đang xịt thuốc xịt sâu cái gì cô bác nghe sùm cho nữa nha. Rồi được chưa, rồi cô bác ơi bấm ngừng cái nha, rồi má tiếp cho chắc ăn nha. Rồi cô bác ơi cái này mình tiếp tục nha. Ủa quên, còn có đeo cái này nữa, bỏ cái này xuống chứ. Quá công nhận siêu đồ bếp chế cái thùng đẹp gì đâu luôn rồi cô bác ơi. Rồi tỉa cái nào có trái thì chừa lại, còn cái nào không có trái thì mình tỉa cho nó thấp thấp xuống, càng thấp càng tốt nha cô bác, đừng có tiếc nha. Hồi đó mình tiếc là sai lầm đó cô bác, bây giờ có trồng ổi cô bác đừng có tiếc, cứ tỉa nó càng thấp càng tốt. Ví dụ như cây ổi của cô bác mà cô bác tỉa được ngang đầu gối cũng tốt nữa. Có nghĩa là cho cái nhánh nó xè xè khoảng ngang gần đất đó, cái theo thời gian cái bắt đầu nó đâm cái tược lên, cái nó ra cái tược ngang nữa, đâm tược lên ra tược ngang nó từ từ nó sẽ cao lên là vừa. Còn mình mà để cao quá như mình ở đây là nó hơi thất bại rồi đó. Nó thấp thấp ở dưới thôi để mình bọc mình bầu cái gì nó cũng dễ cô bác, mà thấp quá thì có thể nó hơi dơ. Nó hơi dơ có nghĩa là mưa nó văng sình đất rồi lên đó, khoảng ngang đầu gối dài lên là vừa đó cô bác ơi. Tới chừng nào mà nó phát triển dừa đó, nó khoảng chừng ngang cái cuốn gúng của mình thôi là dừa lắm. Mà người ta trồng trên đất liền thì nó bằng trang à, đi tới đi lui dễ, còn mình trồng ngay cái má lề thành ra nó hơi khó chút xíu thôi. Để cho nó thấp thấp. Mấy cây kéo chuyên dụng của người ta cắt gợp gợp vậy đó, còn mình ở đây không có vũ khí hiện đại, mình vũ khí thô sơ của bác ơi. Thấp thôi, cây nào tỉa được thấp cứ việc thiệt là thấp. Quan trọng nó nhiều nhánh là nó sẽ nhiều trái thôi, không có cần cái tàn cao. Nào thấp được cứ thấp. Tỉa cái bắt đầu nó dồn sức, cái bắt đầu nó có trái, còn nếu như mình mà để lá lú tùm lum tùm la vậy cô bác ơi. Nó lo nó nuôi cái lá không mà nó không có trái kỳ dữ đó. Mình nào muốn có trái là phải tỉa. Tỉa này cho nó gọn gọn để cô bác thấy được bóng dáng của siêu đồ bếp. Cái tỉa cái lá này luôn. Rồi dắt này tua nhanh nha cô bác. 1, 2, 3 tua nhanh nha. Rồi xong rồi đó. Đây. Tăng 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 tăng, gọn ghẽ đẹp đẽ mát mẻ vui vẻ sạch sẽ chưa. Cái này sâu nữa. Nãy giờ ngắt nhiều lắm rồi cũng còn. Rồi. Chạy lại kìa, lại kìa, lại kìa. Nói chung là hai cây ổi này với cây ổi ở nhà nếu như mình có tỉa lai gai hoài thì trái ăn không hết của nhà, có hai ba ngự thì về ba cây ổi là ăn xỉn rồi. Chịu mà tỉa gì tỉa lai gai của cô bác ơi, khoảng 1-2 tháng cái mình tỉa một lần, 1-2 tháng mình tỉa một lần. Mà tỉa thì đâu mất thời gian, cây này thì tỉa chừng 5 phút à. Nhưng mà công việc này kia nó lu bu quá. Mấy cái chớp cao cao là do nó có trái mình chừa lại cô bác cho nó cao cao, ăn cái trái xong rồi mình tỉa nữa. Đó, quay lại cái cây phía sau của mình.
và cái hiện tại. Tranh thủ chắc này vô bắt đầu xách cái máy đi chém cỏ nữa. Rồi đẹp chưa? Đẹp đó ha, cô bác tưởng tượng thôi nha. Rồi bấm ngừng cái cho chắc ăn nha. Rồi này, đi bọc nha. Đây, cái bọc nào nó đã phành ra sẵn thì mình khỏi cần vuốt cho nó rời ra. Cái nhỏ nhỏ khoảng chừng ngón tay cái là bọc là vừa đó cô á. Để bự quá là có thể là có con dồi nó đã đục rồi đó. Dồi này nó canh ngày tháng hay lắm cô á Hương. Nó còn hay hơn là bác sĩ mà. Người ta khám đó cô. Cái cô này bà này giờ mà ngày mấy tháng mấy thì sinh con đó nha. Mà nó có không bằng con dồi đó cô á. Con dồi mà ta nói cái chảo nó vừa chín là bắt đầu là có dồi con rồi đó. Hay thiệt. Canh rất là chính xác luôn, mà trà ổi nó còn sống là nó không có nở, chừng nào nó chín mềm là bắt đầu nó nở rồi đó. Là có dồi rồi, nó chích vô rồi cái là rồi rồi, trà ổi có bầu liền rồi. Rồi chắc này tua nhanh lên nha cô á, 1, 2, 3 tua nhanh nha. Nó thật ra thì nhiêu trái là không có nhầm nhò cô á. Nếu mà mình xiên mà tỉa đó ha, tới mỗi lần bọc một cái là cô á thấy là trắng hết trơn cây ổi luôn. Có nghĩa là nghẹt trái hết trơn chứ không phải có mấy trái gì đâu. Cô á vào cái series ổi á, thấy mình bọc ổi dữ dằn lắm. Hôm nay chỉ vài trái lắc đắc vậy thôi. Bọc cô cái ghim bấm cái bóp đó là xong. Đơn giản ha. Bọc vậy thôi. Khỏi cần trở ngược đầu quằn đầu xuống cái gì thì nước nó tự chảy ra. Nó nặng thì nó sẽ quằn cái đầu này xuống. Hoặc là nó chảy từ cái đường cái miệng bọc này ra. Quan trọng là mình có cái lỗ thoát hơi là được. Thoát hơi, thoát nước rồi đó. Bọc mới chát, bọc uổng hết sức ha. Rồi, xong rồi. Đi bọc ổi xong rồi. Đi vô. Cò. Rồi đã đi theo nữa nha. Vậy mà chém cỏ nó nghe tiếng máy nó sợ nó không dám đi theo. Xong rồi đó. Bây giờ mới thu dọn chiến trường đây. Bỏ vô. Này nữa.
keo bỏ vô chân, em vô xếp cái chân lại, ngồi về nhà xếp lại, không có thịt nha. Giặt này vô nhà cái mình đem cái máy ra mình chém được một chút đỉnh khỏi công quay, quay những khúc ổi này là được rồi. Còn cái phim chém cỏ thì khỏi, mời chém nhiều không quay, quay có khúc lỡ lỡ rồi vừa vô tới nhà là cái ông xả lúa gì ông hú lên nữa rồi. Quay ngược về phía sau vô cỏ, vô con chạy vô đi, vô nè, vô cỏ hết giờ làm việc. Hết giờ làm việc nha, vô sướng ha. Cái giường gặm bao la đó cô bác ơi, tha hồ mà nó đi chơi, đi nhông chạy giáp giường chứ. Bởi vì con chó nhiều khi thì nó cũng có phước rồi, tha hồ mà nó chạy gông. Con chó mà nó ở chợ rồi cô bác ơi được cái ăn ngon, nhưng mà ngặt cái nó ở lẩn quẩn trong nhà không ở đâu đi được đâu. Còn con chó ở quê thì nó ăn uống hơi cực khổ chút xíu, nhưng mà được một cái nó thảnh thơi. Nó chạy mà giáp cái giường này nó cũng cơ thể sáu múi à. Từ từ mình chém cái khu này cô sẽ thấy đẹp lên ha. Ở đây dài dài lên kia là mình trồng chuối cao hết rồi đó, trồng chuối cao cho nó gọn quá cơ. Chuối sáp rồi thì dễ bán mà ngặt cái nó gặp gặp quá rồi. Cái mảng cầu ta, mảng cầu ta nó chín rồi nè, mời dồi không chín rồi cô, dồi chín gì không. Cái giường của mình chém rồi hổng gạt, ủa sao nó đi vòng vô đây à. Chém rồi cô thấy sạch sẽ gọn ghẻ đẹp hết sức ha. Rồi vô chạy vô đi, đem máy ra chém được nửa tiếng nữa. Trời thì sắp lặn rồi. Ồ có nhiều trái quá trái ha, đổ không khí quá. Chắc này cái tay cứ ngắt rồi không có zoom được. Đây vừa trái khủng khiếp, trưa vừa khô gì nó rụng tùm lum ở ngoài kia mà không có thời gian mà lụm nữa. Rồi chắc này vô có đậu gầm gác thì nó leo tùm lum. Thanh long, mấy thanh long này nữa mình ngắt bỏ luôn, cái khúc này nó gặp gạp á, nó không có trái, để nó tùm. Ở đây này rau diếp cá này có ơi, hái vô chấm rau ăn là tuyệt vời luôn. Rau diếp cá đã ghê chưa. Vô cỏ tới nhà rồi, rồi cái ông xả lúa ông ngưng mừng quá, nếu gặp ông nhiễm mình ha. Kệ dãy dôi đi cho nó hết gông của, nhưng mà qua nay không có mưa thành ra cái dôi tự nguyên quất đám mưa là nó sạch bon lại, nó cho nó tẩy gông, gông nó bám lại đi cà chợt. Giờ xách cái đống đồ lỡ rồi đi xuống sông nha, khoan nó bỏ xuống đây, đi sông đây rồi. Vậy trong túi thì đeo thêm một đống đồ nữa nè, phải trong đống đồ một túi nữa nè, tốt nghiệp không. Tay thì xách đống đồ nè, cá nó xuống kinh rồi cô, cá lầu kiến rồi nó ngớp sùm nha ha. Bữa nay thì ta xả lúa đằng trước này nè, quê luôn, nước những lời trôi luôn. Ơi con sông quê bao năm đã lỡ đã bồi. Ôi có bài đó, hát hoài. Thôi giấc này lên luôn cái siêu xuồng của mình. Rồi thì là phim của mình tới đây là kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Rồi ngưng luôn có ơi, quay lên cây mẹ rồi có thèm chơi mẹ, cỡ này nó muốn dốt dữ lắm nữa nha, không có zoom được nha cô, còn cầm đồ gì tùm lum hết trơn rồi, cầm gì nó chạy cái chân xịn của mình nữa.
Thôi, bỏ xuống đây cái đi, bỏ nhẹ nhàng cái để nó chạy. Rồi, vậy phim của mình tới đây là kết thúc. Chắc này cầm cái máy chém cỏ lên kia chém được một chút đỉnh rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem tới đây luôn nha. Oh.